sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Van Hel. Ở bản cập nhật mới nhất thì có nhiều sự thay đổi. Ví dụ là hôm nay tại mình có Zina thay đổi này. Zina ở bản cập nhật này thì được tăng sức mạnh ở chiều cuối á, tăng tốc độ di chuyển. Và có lẽ là tối hoặc mai gì đó thì mình sẽ làm về clip Zina cho anh em cùng theo dõi liệu đó là Zina có đáng chơi ở bản cập nhật tăng sức mạnh thời điểm hiện tại hay không. Điều thuyền là đáng chơi đó nha, điều thuyền ở bản cập nhật này là rất là đáng chơi rồi. Van Hel thì cầm Van Hel solo ở giai đoạn đầu trận á, solo lane thì gần như là không sợ bất kể vì tưởng xa thủ nào ở giai đoạn đầu trận cả. Van Hel trên cớ nhá, nhưng mà anh em phải biết đó là tích nội tài anh em ạ. Cứ luôn luôn gọi là tích 4 điểm nội tài như thế này dành cho mình thì khi đó thì anh em sẽ trên cớ hoàn toàn luôn, kể cả đó là thậm chí hai người là anh em nhiều khi vẫn cấn được ở giai đoạn đầu trận đấy. Van Hel cực kỳ là khỏe luôn. Tất nhiên thì vì tưởng nào cũng vậy, đầu trận khỏe thì cuối trận đó là sẽ yếu. Và điểm mạnh của Van Hel nữa đó là khả năng lấy trụ cực kỳ là nhanh luôn. Thế những anh em cay để giúp anh em lên rank mong muốn này thì thường xuyên gọi là pick Van Hel, và một vị tướng không thể thiếu ở khả năng đẹp trụ, ở khả năng cống trụ, anh cho dê anh em nhé, ở khả năng cống trụ, kể cả đó là được phút thứ 4 cái trụ đá con đó là rất nhiều giáp thì Van Hel vẫn trị tốt. Thế anh em có nhu cầu lên mức rank mong muốn thì cứ đến với NMH nhé, đảm bảo đó là uy tín. Hạc thì giao trong ngay dành cho anh em luôn. Hiện tại thì hai bên thì cũng chưa ăn được màng nào cả. Về chất tưởng thì anh em thấy thì team Mining ở giai đoạn đầu trận cũng rất là khỏe. Rồi, bây giờ team địch thì đang ăn rồng thì phải. Ở đây không biết lên con cướp được rồng hay không này. Cũng cướp được rồi khi mà team bên địch thì có đó là cái trưng trí á. Tất nhiên thì cùng đổi mục tiêu lớn với nhau thôi. Team bên mình đi có con ta thân xê giá. Anh em thấy mình luôn luôn có 4 điểm nội tài như thế này này thì cái lượng sát thương tung ra nó sẽ được tối ưu. Thì làm thế nào để tích được đó là điểm nội tài? Team đến từ đó là thứ nhất, đó là chiếu thứ nhất và chiếu thứ hai. Chúng đó là mục tiêu thì giúp anh em sẽ có đó là 1 điểm. Mỗi chiếu thứ tích chúng có 1 điểm, bên cạnh đó thì 3 phạt bắn thương. Sau khi anh em kích hoạt được nội tài thờ sắn ấy thì có thêm 1 điểm nữa. Và anh em thấy thì bắn cho gọi là gạch phê tên đếp lệch không nổi luôn. Và cái trụ này thì thuộc về team bên mình, mặc dù chỉ ở mới chiếu thứ 3. Khả năng nhập trụ của vị tướng Van Hel này thì thuộc dạng tốc 1 rồi. Đây, pha này thì không cho Linh đích di chuyển về này. Bắn cho xa thủ tém đích gọi là lệch không nổi. Rất tiếc thì phá đó là chưa đủ đám để hạ gục được màng của Linh đi tém đích. Rồi tình huống này mình chơi này, chủ ăn một vạt này và bắt luôn vào mịt của tím đích này. Và tiền mịt tém đích lên bảng điểm số. Một cách tích điểm nội tài nhanh nhất đối với Van Hel đó là khi anh em sử dụng chiêu cuối bảo đàn. Thì khi sử dụng chiêu cuối phát lập tức anh em sẽ có 4 điểm nội tài nhá. Thì khi có điểm nội tài rồi thì giúp đó là vị tướng Van Hel đó sẽ cường hóa đòn đánh. Những đòn đánh cái lượng sát thương sẽ cực kỳ là lớn. Thì đó là về chất tưởng Van Hel thôi. Còn khi chơi Van Hel thì anh em cần chú ý cho mình đó là cái chiêu 2 thì anh em đừng có sử dụng bừa bãi. Bởi vì chiêu 2 thì rất là quan trọng để giúp anh em có khả năng né kiểu là choáng được đối thủ và anh em có thể lui về. Còn về cách chơi Van Hel thì khá là đơn giản thôi. Có lẽ là anh em đã chơi liên quan là chắc chắn chơi vị tướng này rồi. Cách chơi thì anh em giữ vị trí xả đất thường thôi. Và việc đó là tích điểm nội tài vào giáo tránh là tốt nhất. Và bây giờ thì không phải giống như trước nữa là phụ thuộc vào chiêu cuối. Bây giờ Van Hel chiêu cuối gần như đó là để kích hoạt đó là được nội tài thôi. Còn lại đám chiêu cuối trúng thì càng tốt, còn không trúng thì anh em sử dụng vào không khí cũng được. Làm sao kích hoạt được gọi là nội tài của vị tướng này. Thì đó là về chất tưởng đó là Van Hel. Bây giờ mình lấy được cái trụ đường rồng rồi ấy. Bây giờ di chuyển qua đường ta thân để lấy nốt đó là cái trụ hút đường ta thân anh em ạ. Bởi vì khi xạ thủ di chuyển qua thì việc đó là lấy trụ sẽ dễ dàng hơn, đó là rất nhiều.
Và đặc biệt thì một chất tướng như Van Heo nữa thì lấy trụ lại càng dễ hơn. Pha này thì có một pha giao tranh thành công sau khi gọi là team bên mình thì khép góc được team bên địch. Bây giờ thì sẽ ép luôn cái trụ trái này nhá, và chắc chắn thì cái trụ khúc đường tà thần này sẽ thuộc về team bên mình rồi. Thế đó là cách di chuyển của xạ thủ anh em nhá, kiểu lấy được đường này rồi thì lấy đường kia. Tất nhiên anh em không phải bỏ trụ đường kia đâu. Một là thể lực lên cao, hai là đổi đường với đó là người đi đường tà thần team bên mình. Trận đấu này thì team bên mình đó là đội hình thì cũng hơi khoái một tí, Zina DSP anh em ạ. Nhưng mà cũng sống cao không sao cả. Đối với Van Heo thì khi mà tem địch kéo dài ở giai đoạn late game ấy, phút thứ 15 chẳng hạn đổ đi ấy, thì mới sẽ hơi khó. Còn ở giai đoạn đầu trận thì Van Heo có thể solo 4 trận đấu cực tốt. Thế trận hiện tại thì nói chung về lượng mạng hạ gục thì cũng khá là tương đồng thôi, nhưng mà về thế trận thì team bên mình có lợi thế hơn, bởi vì lấy được gian trú ngoài của team địch thì khả năng kiểm soát tầm nhìn sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ thì có giao tranh mịt tém địch là mật chiêu cuối rồi này, và tiền mịt tém địch lên bảng điểm số. Tất nhiên thì team bên mình mịt tém mình cũng phải lên bảng điểm số rồi. Đang thấy tầm nhìn của Lindit của team bên địch nhá, Lindit đang đuổi theo đó là Ngô Khống, có kén hỗ trợ và mình nghĩ kén đang ở trong bùi biển về đúng không? Đấy này, mình sẽ sử dụng luôn đó là chiêu cuối bảo đàn này, vừa kích hoạt nội tài vừa gây sát thương này. Tình huống đó thì mình cũng chỉ đoán thôi, pha này thì tốc biển và chơi luôn và kén lên bảng điểm số. Kén lên bảng điểm số, Lindit tem đấy cùng lên bảng điểm số sau khi rừng tem mình Elan đó thì khép góc. Rồi, tình huống này đáng thấy tầm nhìn của Enzo và Lumbo nên là mình sẽ đi đường này cho nó an toàn. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì dây dùng một tăng tốc đánh, thứ hai thì kiếm thôi đĩa đánh theo phần trăm máu, thứ ba thì thương xuyên phá xuyên giáp gia tăng lượng công vật lý, thứ tư thì cái xà nhật cúng để giúp kích hoạt phạt thì sẽ giúp tăng tâm đánh dành cho Van Heo, thứ năm thì thành kiếm chỉ mang, và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Đây là biểu đồ phun đám dành cho đó là vị tướng Van Heo, cực kỳ là khỏe luôn, đám to và phát huy tối đa tác dụng của vị tướng này, và khắc phục đó là điểm yếu đó là sải tay ngắn đến từ đó là cái xa nhật cung nhá. Rồi bây giờ thì sẽ xả thương vào bị tém địch, nhưng mà chất tướng ma giá cũng hơi khó chịu, và anh em thấy thì tém bên bàn hình như tục ma giá thôi, đặt cái tên hơi bá luôn đấy. Rồi pha này thì tiền ma giá lên bảng điểm số này, đặt cái tên gọi là ma giá luôn anh em ạ, nên là mình nghĩ ông kia tiếp tục ma giá. Đáng thấy tầm nhìn của Enzo team bên địch, Enzo team địch thì khá là thấp máu rồi, pha này mình nghĩ Enzo đang ở bụi cỏ ấy. Rồi núp đấy này Enzo này, choáng một phát này, hợp tiền Enzo lên bảng điểm số. Đối với Van Heo thì sẽ sờ các vị tướng nào, Van Heo sẽ sờ các vị tướng đó là đỡ đòn cực kỳ là trâu bò, và lên thêm đó là cái giáp thống khổ nữa. Đó là Van Heo sẽ sờ, còn lại các chất tướng khác thì Van Heo sẽ không sờ nhá. Tất nhiên ở giai đoạn về lên thì trì các vị tướng tánh cơ thì sẽ khó khăn hơn dành cho Van Heo so với các vị tướng xa thủ khác. Bên cạnh đó thì khả năng cống trụ cũng sẽ hạn chế hơn. Gió đó là sải tay ngắn, nên là anh em thấy thì mình lên đó là cái xa nhật cúng để giúp kích hoạt một phát thì giúp sải tay của Van Heo sẽ dài hơn. Bình thường thì anh em phải chúi vào trụ để lấy được trụ, nhưng mà với cái xa nhật cúng này anh em kích hoạt phát thì sẽ ở ngoài tâm trụ vẫn lấy được trụ nhá. Phù hiệu dành cho Van Heo thì vẫn sử dụng tinh linh thôi để giúp đó là gây thêm sát thương, và tinh linh thì giúp và Van Heo ở giai đoạn đầu trận đạp khỏe lại càng khỏe hơn nữa. Đây pha này thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối kích hoạt nội tài luôn này, đang còn tốc biến nhưng mà kích hoạt xa nhất cúng thôi, chứ cần sử dụng được tốc biến anh em ạ. Và anh em thấy thì đó là sự lợi hại của xa nhất cúng, anh em kích hoạt và thì tăng tâm đánh và ăn được màng của Enzo tìm bên thịt, chứ cần đó là mất cái tốc biến, bởi vì cái tốc biến thì nó cực kỳ là quan trọng. Rồi pha này chơi luôn sản thương, ui không kịp bật chiêu cuối đâu, cực kỳ là khó chịu, hiệu ứng làm choáng một vị tướng Van Heo nữa anh em ạ.
Nếu chúng một vị tướng Van Hell thì anh em nếu mà muốn ép nhánh thì cứ chơi vị tướng này. Và chơi vị tướng này thì anh em không được quên nhảy nhá. Nhảy là dễ, dễ bị lật kèo lắm ấy. Nhiều anh em cầy thế viên sánh và cuối cùng nhảy cuối cùng cuối trận gọi là tém địch lật kèo. Rồi, hiện tại thì kênh đang tăng hình, cũng không biết ở đâu cả. Nhưng mà hiện tại thì FPT mình bật đó là cái mắt soi map và thấy tâm nhìn của kênh rồi. Mình nghĩ là để lấy được đường lính siêu cấp thì vẫn chưa. Nhưng mà ít nhất cũng đó là cấu rịa. Rồi, pha này tỉnh dậy mình kích hoạt cái xa nhất cúng. Van Hell thì ăn được màng của Elan đó nhưng mà cũng bị mình tiền lên bảng điểm số. Ăn được cái màng chấm dứt và thân thánh dành cho mình luôn. Bây giờ thì mình có thành kiếm chỉ mang rồi, chỉ còn một món đồ nữa đó là phun. Còn cái giáp hồn mình đó là phun anh em ạ. Thì trận hiện tại thì lấy hết đó là gian trù, hai gian trù ngoài của team bên địch rồi. Chỉ còn cái trù bậc thêm để có thể bảo trù nhà, bảo kế trù nhà chính. Thì nếu mà khó khăn quá thì có thể chơ đó là những mục tiêu lớn. Và đặc biệt là cống trù tốt ra thì anh em ăn tha thân xê giá thì sẽ cống trù tốt hơn nha. Ở giai đoạn cuối trận thì anh ta thân xê giá sẽ có lời hơn rất là nhiều ở khả năng công trụ. Rồi bây giờ thì hiện tại đang thấy tâm nhìn ok. Zina té mình bật chiêu cuối, mình cũng kích hoạt đó là chiêu cuối xả sát thương và FP té mình tụt máu không phanh, mà giáo té mình tụt máu không phanh còn tí máu. Lóng trời lở đất đẹp thế. Lung búa phá đỏ lóng trời lở đất phạt đẹp của anh em ạ. Mình bị hất tung ấy. Chứ không chi phá đỏ thì chắc chắn là được má giá của team bên địch rồi. Mình vẫn đáng con đó là cái xà nhật cúng mà. Nhưng mà một cú hất tung đẹp quá. Một cú lóng trời lở đất 10 điểm của lung búa team bên địch. Về phần đó là bảng ngọc thì anh em sử dụng cho mình như sáu ngọc đỏ. Đó là tốc đánh chỉ mang, ngọc tím, tốc đánh tóc chay và ngọc sánh, công vật lý và xây giáp nhá. Đó là tráng bí bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị tướng Van Hell mà mình phân tích dành cho anh em. Ở trung tâm này thì mình rất là khỏe rồi, nhưng mà anh em nên nhớ rằng đó là việc đó là anh em sử dụng các đòn đoạn nội tài cực kỳ là quan trọng. Ui, lóng trời lở đất đẹp thế nha. Hai phá rồi, thứ sáu rồi, pha này thì mid của tem đi quyết định là nó đổi mang với mình. Cái tên ma giá ông kia thì không biết tốt gì ma giá, nhưng cái tên ma giá luôn. Mình tưởng là tém địch chạy về chứ. Bởi vì tém mình đang tập trung 4 người ở đấy mà không nghĩ là bị tém địch lao lên chơi luôn ấy. Ý tưởng tốt. Nói chung ý tưởng tốt và thực hiện thành công. Vậy là quả là tuyệt vời. Tất nhiên thì phát đỏ thì ma giá mà đã xác định lao lên thì không về được. Bởi vì tém bên mình có rất là đông mà. Nhưng mà ăn được mình vậy là cũng hay rồi. Lùm được cái màn chấm dứt. Thì kể cả mình phá đỏ nếu mà xác định như vậy thì đổi vẫn đổi được. Ui ngộ không hay thế nha. Ui cũng không cần hai rồi. Với những chất tưởng màu giấy gặp ngộ không thì có lẽ là cũng hơi khiếp ấy. Áo gì nữa. Áo gì áo nhấy à. Ngộ không phá đỏ hay ấy. Một phát núp tốt. Bây giờ mình có giáp hồ mình rồi này. Tầm này thì thích thì chơi luôn, thích thì quất luôn anh em ạ. Phá một tí vang nữa, có cái liêm đặt mình nữa thì thôi xong. Hai lần gọi là không sợ tém địch tiền lên bảng điểm số. Đây pha này tốc biến chơi luôn kế này. Một phát này, rồi hai phát này, ba phát này. Bay mau kế này. Đám anh em thần chó chứ. Rồi, bị tém địch tỉnh dậy thì chắc chắn cũng lên bảng điểm số rồi. Anh em thấy thì bắn cho kế là lết không nổi luôn ấy. Thì đấy là anh em thấy thì điểm mạnh đó là nhìn chất tướng mạnh đầu game là phải ép. Đấy xa từ tém địch này, mình bắn được xả ra tướng lùi về luôn này. Chơi luôn này, quật luôn này, không sao cả. Mình vẫn đang con đó là liêm đoạt mạnh và giáp hồ mạnh nữa. Đây tỉnh dậy và trận đấu thì kết thúc. Chơi Van Hell là phải ép nhanh như thế này nhá. Cảm ơn anh em, bye bye.